biết là đã tải cái đề này về chưa ha. Anh đã up cái đề này trước đó rồi nên các bạn chú ý không. Rồi anh bắt đầu bài giải ha. Hôm nay đề em ta không có dài, có 20 câu thôi, mà chỉ có 20 câu chuyên về khảo sát hàm số. Hôm nay em ta sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ. Những câu đầu tiên nó tương đối là dễ các bạn ha. Câu số 1, tìm giá trị lớn nhất m của hàm số y bằng x cộng 5 chia x cộng 1 trên cái đoạn là 0,3. Các bạn nghe rõ không ạ? Ok, vậy bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên cái đoạn thì rõ ràng là chúng ta tìm bằng cách là chúng ta đạo hàm ha. Về lý thuyết chúng ta sẽ đạo hàm f' ra nó bằng bao nhiêu đó. Chúng cho f' x bằng 0, chúng ta giải ra tất cả các nghiệm đúng không? Rồi chúng ta chỉ lấy cái nghiệm nằm trong cái đoạn từ 0,3, những cái nghiệm ngoài thì chúng ta loại đi mà chúng ta không chọn. Đúng không các bạn? Tuy nhiên, vô làm bài thi, làm trắc nghiệm thì làm như vậy nó rất là lâu. Chúng ta phải tùy thuộc vào cái đề mà chúng ta giải quyết bài toán như thế nào cho nó nhanh. Ví dụ, ở đây các bạn thấy đây là một cái hàm gì? Cái hàm bậc nhất ha, phân thức hữu tỉ. Vậy cái hàm này là cái hàm mà chúng ta đã khảo sát rất là nhiều, AX cộng B chia cho CX cộng D đúng không cả? Đúng chưa? Vậy thì rõ ràng chúng ta đã biết được cái thằng này là như thế nào. Nó không bao giờ có cực trị. Có nghĩa là nó luôn luôn đồng biến hoặc luôn luôn nghịch biến gì đó. Anh không quan tâm, nhưng mà anh biết là nó không có cực trị. Cho nên kiểu gì đi nữa thì cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của anh nó cũng chỉ nằm trong hai cái cặn này thôi. Tại vì đạo hàm f' ra mà chúng ta giải bằng 0 thì làm gì có nghiệm, tại vì nó không có cực trị mà. Vậy chắc chắn các bạn vô các bạn thế hai cái giá trị này vô đây. Cái giá trị nào lớn hơn các bạn lấy xong. Đúng không? Vậy trong trường hợp này anh chỉ cần thế vô, anh thấy là với x bằng 0 anh thế vô 0 cộng 5 ha. Dưới này còn lại 1 5 chia cho 1 được 5, vậy đáp án của anh là câu D. Nhiều bạn bài này làm rất là bài bản, ngồi đạo hàm ra tốn thời gian các bạn ha. Chúng ta phải giải quyết bài toán cho nó nhanh như thế. Ok không các bạn? Hiểu cách anh nói không? Chứ không phải bài nào chúng ta cũng đạo hàm. Bài này nói lại ha, chúng ta biết chắc chắn hàm phân thức hữu tỉ dạng bậc nhất này là nó không có cực trị. Không có cực trị mà chúng ta đang xét trên cái đoạn là từ 0 đến 3. Có nghĩa là nó sẽ luôn luôn đồng biến hoặc luôn luôn nghịch biến đúng không? Một là delay như thế này, hai là nó luôn luôn đi xuống như thế này. Trường hợp nếu nó delay như thế này thì giá trị lớn nhất sẽ là cái cặn số 3 đúng không? Còn trường hợp đi xuống như thế này thì giá trị lớn nhất sẽ là cặn này, cặn 0. Và anh chỉ cần thế vô anh thấy cái nào lớn nhất thì lớn hơn thì anh lấy thôi. Thì trong trường hợp này tại bằng 0 là lớn hơn. Còn tại bằng 3 anh thế vô 3 cộng 5 là bằng 8, 3 cộng 1 là 4. Vậy 8 chia 4 được 2, không phải, câu C không phải. Chúng ta đang tìm giá trị lớn nhất của hàm số mà. Vậy câu D, câu số 2. Câu số 2 các bạn. Rồi, cho cái hàm số nào có cái đồ thị như hình vẽ thì chúng ta giải quyết nhanh ha, làm phải nhanh. Thứ nhất, chúng ta thấy cái đường đồ thị khi x tiến về vô cùng, x tiến về vô cùng thì thấy cái đường đồ thị nó đi xuống đúng không các bạn? Nó đi xuống thì có nghĩa là như thế nào? Nó về âm vô cùng. Vậy thì hệ số A chúng ta phải âm chứ không thể dương được, đúng không? Trường hợp nó đi lay như thế này thì hệ số A chúng ta mới dương. Vậy số A dương loại thằng này nè, tào lao này đúng không? Còn lại 1 2 3. Chúng ta tiếp tục, chúng ta thấy khi x bằng 0. Tại đây chúng ta thấy khi x bằng 0 thì đồ thị chúng ta nó sẽ cắt trục OI tại điểm có tung độ bằng 1, nghĩa là x bằng 0 thì y bằng 1. Vậy trong trường hợp này loại luôn câu B. Câu B x bằng 0 thì y sẽ bằng 0. Còn lại hai câu loại luôn câu A. Ha, câu A x bằng 0 thì y bằng 2, vậy đáp án chúng ta là câu D. Giải quyết nhanh ra những cái câu ăn điểm như thế này các bạn ha. Rồi, câu số 3, tìm điểm cực đại của x0 của hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2x bình phương cộng 1. Thì các bạn tìm cực đại thì chúng ta phải làm gì các bạn? Ta phải đạo hàm ra đúng không? Vậy anh biết đạo hàm đó sẽ là 3x bình phương, xin lỗi, 3x mũ 3 trừ cho 2x, đạo hàm xuống là 4x. Đúng không các bạn? 4x. Luôn luôn cái hàm trùng phương chúng ta đạo hàm sẽ có dạng phương trình tích. Vậy anh phân tích ra nếu f phải x của anh bằng 0 thì có phải là anh có cái phương trình là 3x mũ 3 xin lỗi 4x mũ 3 ha, đạo hàm xuống là 4x mũ 3 ha. 4x mũ 3 trừ cho 4x bằng 0. Đúng chưa? Rồi, điều này tương đương với gì các bạn? Số 4 này loại đi và anh còn hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 1 đúng không? Được chưa? Vậy hai cái này là cực trị của anh nè, nhưng mà anh chưa biết là gì, nó như thế nào các bạn? X bằng cộng trừ 1, ở đây x bằng trừ 1 nữa ha. Chúng ta có ba nghiệm, nhưng mà cho tôi biết cái nào là cực đại, cái nào là cực tiểu đúng không? Ở đây bây giờ nó hỏi là hỏi cái cực đại và làm gì? Tính đạo hàm f hai phẩy. Thế mới tính vô, chúng ta bấm cho nó nhanh các bạn ha. Rồi, f phẩy chúng ta đã là 4x mũ 3 trừ cho 4x bình. Vậy chúng ta lấy dx của cái f phải chính là đạo hàm f hai phải, chúng ta nhập vô là 4x mũ 3 trừ cho
4x. Được chưa? Chúng ta đạo hàm tại đâu? Tại 0. Tại 0. Cái này chính là f2' đó các bạn ha. Đạo hàm của f' thì ra f2'. À, tại 0 nó ra là -4. Tại 0 nó ra là -4. Vậy có nghĩa là sao? F2' tại 0 của ta nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 thì điểm đó là điểm cực, cực đại. Vậy đáp án ta là câu C. Còn tại các cái điểm khác bạn để ý thôi. Nếu anh xét điểm bằng 1. À, f phải của f2 phải tại điểm bằng x bằng 1 thì nó bằng 8, nó dương, cho nên nó là điểm cực tiểu. Trong trường hợp này nó hỏi điểm cực đại, cho nên câu C mới là đáp án của chúng ta. Đứa nào chọn câu D đó. Rồi, câu 4. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Ha, một cái câu nhận dạng đồ thị. Thứ nhất, chúng ta thấy cái đường cong nó có xu hướng đi xuống khi x tiến về dương vô cùng, cho nên cái hệ số a chúng ta phải âm chứ không thể dương được. Làm ta loại câu dương tào lao này đi ha. Câu này cũng tào lao ha. Hai con lợn loại đi các bạn ha. Còn lại hai đáp án này nó khác nhau gì các bạn? Câu A với câu C. Các bạn thấy này, trong cái đồ thị này, khi x bằng 0 á thì hàm số của chúng ta cắt trục tung tại một điểm có cái tung độ dương. Tại một điểm có tung độ dương. Hay nói cách khác, x bằng 0 thì nó bằng một con số nào đó dương. Nhưng mà cái câu C thì sao? Câu C nếu x bằng 0 thì y nó bằng mấy? Bằng 0. À, thay một con lợn nữa, loại. Vậy đáp án chúng ta là câu A, x bằng 0, y bằng 2 mới là đúng ha. Giải nhanh các bạn ha. Rồi, số đường tìm cận của hàm số này, câu 5. Thì rõ ràng câu này nó cho quá đơn giản. Cái hàm này là hàm AX cộng B chia xí cộng D ha. Chia xí cộng D. Vậy, thằng này chúng ta thấy có hai tìm cận. Tìm cận ngang y bằng mấy các bạn? Cái hệ số A của thằng này chia thằng này phải y bằng 1. Còn tìm cận đứng chúng ta sẽ là x bằng 2018. Vậy chúng ta có hai tìm cận. Được chưa? Chú ý cái đề, đọc kỹ đề ha. Nó hỏi tìm cận thì chúng ta phải tính vừa tìm cận ngang và vừa tìm cận đứng. Còn đề mà nó hỏi tìm cận đứng thì chúng ta chỉ trả lời tìm cận đứng. Tìm cận ngang chúng ta chỉ trả lời tìm cận ngang thôi. Câu số 6. Không biết có nhanh không các bạn. Câu số 6. Trong các cái hàm số sau, hàm số nào là đồng biến trên R? Thì để biết đồng biến hay nghịch biến ta phải như thế nào? À, ta phải đạo hàm nó ra. Thì ví dụ như câu A, anh đạo hàm nó ra là 3x bình phương trừ 1. À, thằng này không thể đồng biến trên R được. Vì sao? Tại vì nếu anh cho f phải này á mà nó bằng 0 á, thì rõ ràng phương trình anh sẽ giải được hai nghiệm là cộng trừ căn của 1/3, đúng không các bạn? Vậy loại câu A, tức là nó sẽ đồng biến trên cái khoảng nào đó và nghịch biến trên khoảng nào đó. Còn câu B, đạo hàm nó sẽ ra gì? Đạo hàm nó sẽ ra là 3x bình phương cộng 1, đúng không? À, cái f phải mà bằng 3x bình phương cộng 1 thì có nghĩa là gì? Thằng này x bình phương, anh có x bình phương là lớn hơn bằng 0, luôn luôn lớn hơn bằng 0. Nhân số 3 vô nó cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0. Nhưng khi cộng thêm số 1 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn bằng 1 rồi. Có nghĩa là gì? Cái f phải của anh á, nó luôn luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Cho nên hàm số của anh sẽ luôn luôn đồng biến trên R. Vậy đáp án của anh là câu B. Được chưa? Đề này sẽ tăng đáp cái mức độ từ dễ đến khó nha các bạn. Những cái câu phía dưới nó khá là khó. Thì các bạn ráng mà theo dõi cho đến cuối. Câu 7. À, cho cái hàm số y bằng fx có đạo hàm trong khoảng là a nhỏ b nhỏ, mệnh đề nào sau đây là đúng? A, chúng ta chọn ngay là câu A ha. Nhiều bạn chọn cũng được rồi. Câu B nó sai sao? Fx nhỏ hơn 0 thì hàm số đồng biến tào lao, fx nhỏ hơn 0 là hàm số nghịch biến. Fx mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta không xác định được gì hết ha. Chúng ta dựa vào f phải chứ không có dựa vào fx. F phải mà nhỏ hơn 0 thì hàm số đồng biến là con lợn nữa, đúng không? Tào lao. À, còn fx thì chúng ta không khẳng định được, cho nên chúng ta gạch luôn. Được chưa? À, tìm số điểm cực trị của hàm số y bằng x mũ 4 trừ cho 3x bình phương trừ 3. Thì các bạn thấy đây là một cái hàm trùng phương. Hàm trùng phương thì nó có hai dạng các bạn. Các bạn chú ý cho anh, chúng ta vô làm trắc nghiệm phải nhanh chứ không phải chúng ta ngồi đạo hàm chúng ta tính nghiệm rất là lâu. Một dạng á là nó sẽ như chữ M vậy. Nó anh vẽ nó hơi xấu vậy. Có nghĩa là gì? Nó sẽ có 3 điểm cực trị. Có 3 điểm cực trị. Cái hàm gọi là đầy đủ á. Một khi mà nó suy biến về cái hàm bậc 2 á thì nó có cái dạng như này. Có cái dạng như này, có nghĩa là nó chỉ có một điểm cực trị thôi. Cho nên vô chúng ta nó hỏi cực trị á thì chúng ta không bao giờ chọn 4 này, cũng chả bao giờ chọn 2 này các bạn, đúng không các bạn? Hai điểm cực trị là của thằng nào? Của thằng bậc 3, đúng không? Cho nên là đáp án chúng ta chỉ có thể là câu A hay câu D thôi. Câu A hay câu D thôi. Mà khi đạo hàm thằng này ra chúng ta để ý sao? Nếu bạn nào lanh á, bạn thấy AB nè, trái dấu nè, vậy chắc chắn nó sẽ ra là 3 điểm cực trị. Còn bạn nào chậm á, chúng ta đạo hàm nó là 4x mũ 3 trừ cho 6x. À, phương trình này bằng 0, rõ ràng anh giải ra được 3 nghiệm. Anh giải được 3 nghiệm, một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm bằng 2/3, đúng không? Cộng trừ căn 2/3. Thì đó, thì anh loại ngay cái đáp án câu D đi và anh chọn đáp án của anh là câu A. Cách giải quyết cho nó nhanh như vậy các bạn ha. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo, mức độ tăng dần ha.
Mấy câu đầu tiên khá là dễ dàng. Ok, câu số 9. Cho cái đồ thị hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ, tìm số điểm cực trị của hàm số y bằng fx. Một câu khá là dễ, dựa vào đồ thị chúng ta thấy ha. Đây là một điểm này. Cái đồ trên cái đồ thị á mà cái thằng fx á nó thay đổi từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm thì chúng ta thấy là nó sẽ có điểm cực trị tại đó. Được chưa? Đổi dấu khi đi qua điểm làm cho fx bằng 0 này thì nó sẽ là cực trị tại đó. Còn ở đây nó cho là cho fx, đúng không các bạn? Cho fx thì chỗ nào chúng ta để ý ha. Nó thay đổi thì nó là có điểm cực trị. Rõ ràng đây là cái hàm trùng phương, chúng ta có 3 điểm cực trị. Nó có hỏi luôn tọa độ các cái điểm đó, chúng ta trả lời được 1 ha, 2 ha, 3, được không các bạn? Câu C. Dễ quá đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ để ý cái đề nó sẽ tăng mức độ khó dần, cho chúng ta phải giải quyết nhanh để chúng ta qua những cái câu khó, chúng ta có thời gian để giải thích. Rồi câu 10, cho một cái hàm số tìm phương trình đường tìm cận ngang của đồ thị hàm số, thì các bạn ấy để ý cho anh tìm cận ngang mà đối với hàm này chúng ta lấy cái hệ số đứng trước a của cái tử chia cho hệ số đứng trước a của cái mẫu, mà đứng trước a của cái mẫu là số trừ 2 này nè. Nhiều đứa lấy 3 chia 1 ra đáp án câu a ha, tào lao ha. Lấy 3 chia cho trừ 2 và đáp án chúng ta là y bằng trừ 3/2. X bằng là thấy sai rồi, tìm cận ngang thì không thể là x bằng, x bằng là tìm cận đứng nha các bạn ha. Câu D là đáp án chúng ta. Tiếp tục ha, giải cho nó nhanh lên các bạn. Tiếp tục. Câu 11, câu 11. Câu 11 chúng ta đụng lấy một câu về liên quan đến kiến thức về tiếp tuyến các bạn ha. Cho một cái hàm y bằng x mũ 3 trừ 2x bình phương ha. Tính hệ số góc k của tiếp tuyến tại điểm có hành độ à, thì anh nhắc lại cái điểm này để cho đến nào quen thì nhớ ha. Phương trình tiếp tuyến đối với đồ thị C tại điểm M có tọa độ x0, y0, tại điểm M có tọa độ là x0, y0 ha. Nó có cái phương trình có dạng là y trừ y0 bằng f phẩy tại x0 nhân cho x trừ x0 ha. Đứa nào không nhớ thì note lại cho anh ha. Tại điểm M này à, đó, ví dụ như đồ thị này anh có một cái tiếp tuyến như thế này nè à, anh có một cái đường tiếp tuyến như thế này, tại điểm M này có tọa độ là x0, y0 thì phương trình tiếp tuyến này nó sẽ có, nó có cái nghiệm à, có cái dạng là như thế này. Các bạn để ý anh cái tọa độ điểm M này là nó vừa nằm trên đường thẳng tiếp tuyến mà nó vừa nằm trên cái đường cong C của mình luôn nha các bạn. Rồi thì trong cái phương trình tiếp tuyến này thì cái f phải tại x0 này người ta định nghĩa nó là hệ số góc tiếp tuyến là k đó các bạn. Vậy đề bài này nó hỏi cái k bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần đi tính f phải tại x0 là được rồi, mà x0 nó cho là -1 à, bằng 1 rồi, vậy cần tính f phải và thế vào là xong đúng không. F phải bài này là đạo hàm xuống có phải là x mũ 3 đạo hàm xuống là 3x bình phương ha. À, tính tại x0 như anh thế x0 luôn trừ cho 4x0 đúng không các bạn. Rồi x0 bằng 1 chúng ta thế vô ha, 3 trừ cho 4 là ra mấy, à, ra -1 và hệ số góc chúng ta là k bằng -1. Còn bài này nó hỏi luôn phương trình tiếp tuyến thì chúng ta vẫn viết được các bạn ha. Câu C. Rồi câu 12 đi lại các bạn, chúng ta có 20 câu là cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như bên dưới, à, khẳng định nào sau đây là đúng. À, câu B nó nói hàm số đồng biến trên cái khoảng từ -4 đến nhân vô cùng. À, tào lao ha, trên này x anh đâu thấy từ chạy từ -4 đến nhân vô cùng không có giá trị x nào đây, mà nếu có thì nó nằm đâu đây này. Đâu đây thì cũng sai luôn các bạn ha. Vì -4 đến dương vô cùng nó có một cái là nghịch biến như thế này rồi nó mới đồng biến. Vậy chúng ta sẽ loại ngay câu B. Mà câu D hàm số đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến 2. À, từ 0 đến 2 đây chúng ta thấy y như thế nào? Đi xuống có nghĩa là nghịch biến. Vậy câu D cũng là một con lợn nữa các bạn ha. Câu C, hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 2. Trừ vô cùng đây, 2 đây, khi chạy từ trừ vô cùng đến 2 nhìn bảng biến thiên anh thấy sao? Nó có một cái khoảng từ trừ vô cùng đến 0 là hàm số đồng biến đi lên và có một khoảng từ 0 đến 2 là hàm số nghịch biến đi xuống, mà nó dám nói là đồng biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng đến 2. Vậy nó là một con lợn. Đáp án của chúng ta là câu A, hàm số của chúng ta đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0 thôi. Được chưa? Cách nhận dạng các bảng biến thiên đồ thị nó phải nhanh. Rồi, câu 13. Tìm giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ cho 2x bình phương với trục hoành. À, giao điểm của đồ thị này với đồ thị kia, trục hoành chúng ta có phương trình là gì? Là y bằng 0 đúng không? Vậy phương trình hành độ giao điểm của nó sẽ có dạng là x mũ 4 trừ 2x bình phương bằng cái này là bằng 0. Đúng chưa? Vậy chúng ta giải thằng này ra, phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì cái giao điểm của đồ thị hai hàm số này là bấy nhiêu. Vậy thằng này có phải là chúng ta nếu mà đặt t thì ra là gì các bạn? T thì nó ra gì? T bình phương trừ 2t bằng 0 đúng không? Chúng ta sẽ giải ra được gì? T đặt nhân chung là t trừ 2 bằng 0.
anh giải được hai nghiệm là t bằng nhiêu, t bằng 0 và t bằng cộng trừ căn 2, đúng không? T bằng cộng trừ căn 2, nhưng anh sẽ loại cái t bằng trừ căn 2 này đi, tại vì t của anh nó phải lớn hơn 0. Vậy với t bằng bằng căn 2, xin lỗi, t bằng 2 các bạn, t bằng 2 và t bằng 0, đúng không? T bằng 0 và t bằng 2, từ đây anh giải ra được t bằng 0 và t bằng 2, đúng không? Hai nghiệm này anh đều lấy hết, tại vì nó lớn hơn 0, nó lớn lớn hơn bằng 0, lớn hơn bằng 0. T của anh phải lớn hơn bằng 0, đúng không? Vì t bằng x bình mà, t là bằng x bình, với điều kiện là t lớn hơn bằng 0. Rồi anh giải ra, anh thấy t bằng 0 và t bằng 2, anh lấy hết. Với hai cái này thì anh được được mấy nghiệm? À, anh được 3 nghiệm thôi các bạn ha. 3 nghiệm thôi. 3 nghiệm thôi. Cái này anh khai căn ra anh sẽ được là cộng trừ căn 2, còn 0 thì khai căn ra nó vẫn là 0. Cho nên chỗ này phương trình có 3 nghiệm, hay nói cách khác số giao điểm của hai đồ thị chỉ là 3 thôi. Mà nói một cách rõ ràng hơn nữa thì đồ thị này nó chỉ cắt trục hoành tại tại 3 điểm thôi. Được không các bạn? Rồi, câu 14. Đồ thị hàm số sau là của thằng nào bên dưới? Các bạn cho anh đáp án thiệt nhanh. Câu 14 các bạn. 14 bạn, một bạn chọn B. À, câu 14 các bạn ha. Chúng ta phải giải quyết cho nhanh ha. Rồi, những cái dạng nhận dạng đồ thị này các bạn thấy. Đầu tiên, các bạn thấy những cái điểm gì trong đồ thị này nó cho nè. Thứ nhất, hàm số của anh có xu hướng đi xuống. Cả hai nhánh có xu hướng đi xuống, có nghĩa là gì? Hàm này nó nghịch biến. Chúng ta loại ngay câu C, vì sao? Câu C là một con lợn, là vì đây là hàm bậc 3 mà. Chúng ta đang là hàm bậc nhất này, có dạng hàm bậc nhất. Chúng ta loại câu B, câu C liền. Và loại luôn câu câu A liền, hai con lợn, đúng không? Vậy còn câu câu B với câu D dựa vào đâu các bạn? À, dựa cái tiệm cận các bạn thấy này. Câu D thì nếu mà xét về tiệm cận đứng thì chúng ta có một tiệm cận đứng là gì? Là x bằng trừ 1. À, còn câu B á, tiệm cận đứng của chúng ta x bằng 1, đúng không? Và chúng ta nhìn vào đồ thị chúng ta thấy tiệm cận đứng là bao nhiêu? À, tiệm cận đứng là cái đường này này, là đường x bằng 1. Cho nên là sao? À, chọn câu B. Câu D là lớn. Được không các bạn? Rồi, tiếp theo, câu 15. Cho cái hàm số y bằng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như bên dưới, tìm tất cả giá trị m để phương trình fx bằng m có 3 nghiệm phân biệt. Có 3 nghiệm phân biệt. Thì nhớ cho anh ha, phương trình fx bằng m ha, fx bằng m nó có phải là phương trình hoành độ giao điểm của thằng fx này và cái đường thẳng y bằng m không các bạn? Đúng chưa? Mà fx của mình nó có dạng như thế này rồi, bảng biến thiên nó cũng suy ra được cái dạng đồ thị ha, cái dạng đồ thị nó đang như thế này, đúng không các bạn? Đó, nó đang như thế này. Vậy chúng ta thấy đường thẳng y bằng m là cái đường thẳng mà nó song song với lại trục hoành, đúng không? Nó song song với trục hoành, đúng không? Y bằng m nó sẽ như thế này nè, y bằng m nó sẽ song song với trục hoành như thế này nè. Rồi chúng ta dựa vào bảng biến thiên, chúng ta đưa cái thước vô ha, dựa vào bảng biến thiên để mà nó cắt tại ba điểm, hay nó cắt các phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt này, thì cái đường thẳng của chúng ta và cái đồ thị C nó phải cắt nhau tại 3 điểm phân biệt. Vậy chúng ta đưa cái đường cái thước vô, chúng ta thấy là à, chạy từ đâu đến đâu thì nó cắt 3 nghiệm phân biệt các bạn. Có phải là chạy từ m của anh phải chạy như thế nào? M của anh phải nhỏ hơn con số 3. Cái giá trị này là của y này, giá trị này của y này, vì chúng ta đang nói y mà, y bằng m mà, cho nên không có so sánh cái x chứ. Giá trị của y, và rõ ràng là m của anh nhỏ hơn 3 và lớn hơn trừ 1 thì nó sẽ cắt tại 3 điểm các bạn thấy ha, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Hay nói cách khác, phương trình nó sẽ có 3 nghiệm phân biệt. Được không? Còn tại tại 3 thì không lấy, tại vì sao? Tại 3 thì nó sẽ tiếp xúc, cho nên chỗ này nó chỉ cắt tại 1 điểm thôi, và tại đây chỉ cắt tại 1 điểm thôi, cho nên nó chỉ có 2 nghiệm. Tương tự tại trừ 1 chúng ta không lấy, cho nên chúng ta chỉ lấy cái khoảng thôi chứ không lấy cái đoạn các bạn ha. Chú ý ha, đáp án chúng ta là câu D, từ trừ 1 đến 3, một cái câu về tương giao dựa vào đồ thị. Ok ạ. Yeah. Tiếp theo các bạn. Ok, có khá nhiều bạn làm đúng. Anh qua câu 16. Chúng ta tổng duyệt duyệt tất cả các cái dạng bài tập này để chúng ta chuẩn bị, bạn nào chưa thi học kỳ, chúng ta thi học kỳ, giữa học kỳ. Hơn nữa chúng ta sẽ ôn lại một lần trước khi chúng ta qua cái chương về hàm số mũ và hàm số logarit nha các bạn. Câu 16 cho một cái hàm số bậc 3 là ax mũ 3 cộng cho bx bình phương cộng c cộng d có đồ thị như bên dưới. Hỏi cái đồ thị của hàm số y bằng egx bằng 2018x chia cho fx có bao nhiêu đường tượng tiệm cận đứng, có bao nhiêu đường tiệm cận đứng. À, bài này làm sao các bạn? Thì anh nhắc lại ha,
khi mà chúng ta nhắc đến đồ thị, đường tiềm cận đứng của đồ thị á, là chúng ta xét cái gì các bạn? Xét cái mẫu số đúng không? Chúng ta luôn luôn xét cái mẫu số. Cái mẫu số thì những cái nghiệm nào á, những cái nghiệm á, chúng ta chỉ lấy những cái nghiệm nào, những cái nghiệm à, làm cho mẫu số, anh viết tắt là MX cho mẫu số bằng 0 nhưng mà không làm tử số bằng 0, không làm tử số bằng 0. Nhớ ha, tại vì chúng ta có dạng như thế này các bạn ha. Anh có ví dụ như dạng fx chia gx, các bạn nhớ về giới hạn không? Giới hạn không? Nếu mà nó cả hai cái nó làm tử bằng 0, mẫu bằng 0 thì khi tính giới hạn nó có cái dạng vô định là 0 chia 0, đúng không? Thì kiểu gì các bạn cũng phải phân tích ra để triệt tiêu cái phần tử vô định đó. Nhớ không? Cho nên khi mà chúng ta xét á thì chúng ta phải loại cái nghiệm làm cho mẫu bằng 0 mà nó làm luôn cái tử bằng 0 thì chúng ta loại đi. Anh có rất là nhiều cái bài tập ở những video trước anh có nói rồi. Vậy trong cái bài này cái hàm gx của anh nó có dạng là fx chia gx đúng không? Có dạng là 2018x. 2018x chia cho fx. Được không các bạn? Vậy thứ nhất là gì? Anh coi thử cái nghiệm của tử làm cho tử bằng 0 nó có bao nhiêu nghiệm. Thứ hai là anh coi thử làm cho mẫu bằng 0 nó có bao nhiêu nghiệm. Vậy trong trường hợp thứ nhất, tử bằng 0 là 2018 bằng 0 đúng không? 18x bằng 0 thì nó tương đương với gì các bạn? Là x bằng 0, là nó có một cái nghiệm là x bằng 0 sẽ làm cho cái tử nó bằng 0. Cho nên tí nữa nếu cái mẫu mà nó có cái nghiệm x bằng 0 này thì chúng ta phải loại đi cái nghiệm đó, có nghĩa là chỗ đó không phải là đường tìm cận đứng. Nha các bạn, hiểu ý anh nói không? Rồi vậy chúng ta xem cái mẫu này. Cái mẫu của chúng ta là fx bằng 0. Fx bằng 0. À nó có bao nhiêu nghiệm các bạn? Cái này chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta tìm từ cái đồ thị mà nó cho nè. Cái đồ thị của chúng ta có phải cái phương trình này là phương trình giao điểm của hàm số y bằng fx và cái trục hoành không? Cái trục hoành y bằng 0 không? Vậy chúng ta nhìn trên đồ thị này chúng ta thấy cái đồ thị của chúng ta mà nó cắt cái trục hoành tại bao nhiêu điểm á thì tại đó chính là những cái nghiệm làm cho phương trình fx bằng 0. Hiểu không? Vậy anh thấy ở đây nó cắt tại một điểm x bằng -4, tại một điểm nữa là x bằng -1 và tại một điểm nữa là x bằng 2. Vậy phương trình này tương đương với lại ba nghiệm x bằng -4 dựa vào đồ thị các bạn ha, x bằng -1 và x bằng 2. Và bây giờ chúng ta làm gì? Ta đối chiếu coi cái này là ba cái nghiệm của mẫu nè, đây là cái nghiệm của tử nè, nó có khác nhau không? Nó khác nhau, cho nên thằng này là có ba tiềm cận đứng, có ba tiềm cận đứng. Còn nếu như một trường hợp nó có x bằng 0 chẳng hạn thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta loại ngay cái nghiệm x bằng 0 này đi, vì nó sẽ đưa cái hàm số của chúng ta gửi x này về dạng vô định 0 chia 0, cho nên chỗ đó không phải là tiềm cận đứng. Các bạn hiểu không? Rồi vậy chúng ta là câu D được không? Rồi câu 17, đồ thị sau đây là của hàm số nào ha? Cho đồ thị, làm nhanh các bạn ha. Anh thấy đồ thị này sao các bạn? Nó có một cái đường tiềm cận đứng là gì? X bằng 1 đúng không? X bằng 1. Dưới này chỗ nào cũng tiềm cận đứng x bằng 1 hết trơn, không loại được. Thứ hai, tiềm cận ngang của anh là nhiêu? Tiềm cận ngang của anh là y bằng 1 luôn. Và anh loại câu D là một con lợn, được chưa? Và bây giờ anh còn ba câu này giải quyết sao các bạn? Chúng ta thấy này, nếu chúng ta giải quyết nhanh, chúng ta thấy x bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? Y bằng -2. X bằng 0 thì y của anh bằng -2 nè. Và anh thấy thằng nào x bằng 0 y bằng -2 các bạn? Thằng C là x bằng 0 y bằng -2 nè. Thằng này x bằng 0 thì y bằng -1. Loại con lợn này đi. Thằng này x bằng 0 là y bằng mấy? Y bằng 2 chứ không phải là bằng -2 ha. X bằng 0 thì y bằng 2, cho nên loại nó luôn đi. Đáp án của ta là câu C. Còn bạn nào đạo hàm ra coi nó đồng biến nghịch biến cũng được, nhưng mà chúng ta phải tận dụng những cái giả thiết để cho chúng ta giải quyết bài toán cho nó nhanh nhất có thể những cái câu này các bạn ha. Vì chúng ta có những cái câu phía sau nó rất là khó. Rồi bắt đầu chúng ta còn khoảng 3-4 câu nữa thì các bạn để ý ha, nó hơi khó tí xíu. Anh đi nhanh để anh qua đây anh giải quyết những cái bài này. Câu 18, cho cái phương trình x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng cho 1 trừ m bằng 0, một phương trình bậc 3 với tham số m. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 1 này nó có 3 nghiệm phân biệt thỏa mãn x nhỏ hơn 1, x1 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn x2 và nhỏ hơn x3. Rồi làm sao các bạn? Câu 18 làm sao, bạn nào giải quyết anh coi ha. Câu 18, biện luận nghiệm của phương trình bậc 3. Chúng ta đi biện luận nghiệm của phương trình bậc 3 đúng không? Chúng ta phải coi cái đề bài mà bậc 3 thì chúng ta đâu có, trong chương trình chúng ta đâu có biện luận được. Thường á, nếu bậc 3 thì các bạn sẽ đưa về bậc 2 đúng không? Các bạn sẽ chia theo hotline, các bạn đưa về bậc 2 là x trừ x1 chẳng hạn, rồi nhân với một phương trình bậc 2 là ax bình phương cộng bx cộng c.
bằng không. Sau đó bạn biện luận thằng này và biện luận cái thằng này, đúng chưa? Vì bậc hai chúng ta biện luận được, vì chúng ta biết được là delta như thế nào hay là AB trái dấu như thế nào, AC trái dấu. Còn ở đây là bậc ba luôn và chúng ta không có đoán nghiệm được vì nó có cái M nằm đây. Vậy làm sao giải? À, thì các bạn phải để ý cho anh ha. Nếu như biến đổi thằng phương trình này tí xíu, anh có x mũ 3 trừ cho 3x bình phương cộng 1, anh chuyển vế M qua là bằng M, thì cái phương trình số 1 này nó là gì các bạn? Nó có phải là phương trình hoành độ giao điểm của cái đồ thị C, đồ thị C có phương trình là x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 1 và một cái đường thẳng y bằng M không? Y bằng M không? Đây là phương trình hoành độ giao điểm của hai này, gì nữa đúng không? Vậy số nghiệm của phương trình này chính là số giao điểm của hai cái đồ thị này đúng không? Hai cái đồ thị này. Mà hai cái đồ thị này các bạn biết không? Hoàn toàn biết được. Đồ thị C là đồ thị của hàm số bậc 3, chúng ta khảo sát thường xuyên. Thằng này là y bằng M là một đường thẳng song song với trục OX, đúng chưa các bạn? Vậy đến đây nè. Đến đây thì có nhiều bạn sẽ khảo sát vẽ đồ thị ra coi nó như thế nào. Rồi sau đó các bạn đưa vô đường thẳng y bằng M vô giống như cái bài lúc nãy mình làm á, thì anh thấy nó khá là mất thời gian tại vì chúng ta làm trắc nghiệm mà. Và đến đây chúng ta giải quyết bài toán như thế nào các bạn? Anh giải quyết bài toán bằng cách là sao? Khi mà các bạn vẽ đồ thị hàm bậc 3 á, thì nó sẽ có cái dạng như thế này đúng không? Ở đây hệ số A là bằng 1 dương này, bằng 1 dương này đúng không? Vậy chắc chắn cái đồ thị của anh sẽ có dạng như thế này. Đi lên đi xuống sau đó đi lên. Hàm bậc 3 chắc chắn là sẽ vậy đúng không? Mà để nó có 3 nghiệm x1, x2, x3 như thế này, có 3 nghiệm phân biệt như thế này thì rõ ràng đường thẳng y bằng M của anh nó phải đi như thế này đúng không? Nó phải nằm ở giữa cái điểm cực đại là điểm này, anh gọi là x cực đại đi. Được chưa? Và cái điểm x cực tiểu. Và anh không lấy dấu bằng tại hai cái điểm này. Đúng không các bạn? Nó nằm trên này thì nó mới cắt tại 3 điểm là điểm này và điểm này. Đúng chưa? Tuy nhiên để ngồi mà vẽ cái đồ thị ra, lấy điểm đặc biệt rồi đạo hàm nó rất là lâu. Vậy anh phải làm cái thao tác là anh đạo hàm và anh tìm cái điểm cực đại, điểm cực tiểu luôn. Sau đó anh thế và anh coi cái y cực đại, y cực tiểu nó bằng bao nhiêu các bạn. Được không? Rồi, vậy cái phương trình này đạo hàm ra anh sẽ được gì các bạn? Đạo hàm ra thì có phải là 3x bình phương trừ cho 6x không? Nó khá là quen thuộc không? Thằng này bằng 0 thì tương đương với gì các bạn? Chúng ta bằng 0 thì anh được một nghiệm x bằng 0. Thằng này nó biến đổi tí xíu nữa, chúng ta sẽ được là x bình trừ cho 2x bằng 0 đúng không? Vậy anh ra một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm x bằng căn 2 đúng không? Một nghiệm x bằng trừ căn 2 đúng không các bạn? Đúng chưa? Mấy đứa xem xét thử. Sorry. Chỗ này anh hay nhầm buồn ghê luôn á. Chúng ta đặt phương trình tích ra ha, x thì trong này sẽ là x trừ 2 và chúng ta có một nghiệm x bằng 2 bằng 0 và một nghiệm nữa là x bằng mấy? x bằng 2 đó. Chúng ta có hai nghiệm là x bằng 0, x bằng 2, chắc chắn sẽ có một thằng cực đại và thằng cực tiểu thôi. Thì các bạn cũng đừng có quan trọng tính y hay phải, các bạn lấy hai cái điểm này các bạn thế vô y liền cho anh để anh coi thử cái y nó như thế nào. Thì cái thằng y nào mà lớn hơn thì chắc chắn là y cực đại rồi, thằng y nhỏ hơn thì nó là y cực tiểu thôi. Vậy với x bằng 0 anh thế vô fx, với x bằng 0 thì thế vô đây thì có phải y bằng 1 không? Y bằng 1 không? Còn với x bằng 2 thế vô đây thì y bằng bao nhiêu? 2 thế vô đây, 2 mũ 3 là 8, trừ cho 2 bình lên là 4 nhân 3 là 12, trừ 12 cộng 1 thì nó ra bao nhiêu các bạn? Nó ra bao nhiêu? 8 chúng ta trừ cho 12 cộng 1 chúng ta ra là trừ 3 đúng không? Trừ 3. Vậy một điểm là bằng 2 thì y nó bằng trừ 3. Vậy các bạn nhìn ngay trên đây các bạn phán được là chỗ này là y bằng trừ 3 này, cực tiểu này. Còn chỗ này là y bằng mấy? Y bằng 1, là y cực đại. Vậy mà để nó cắt tại 3 điểm phân biệt thì cái M của anh nó phải như nào? Nó nằm trong cái khoảng này, nằm trong cái đoạn này, cái khoảng này chứ đúng không? Chúng ta không lấy tại hai điểm này ha. Vì tại hai điểm này thì làm cho phương trình nó chỉ có hai nghiệm thôi, cắt đây cái và đây tiếp xúc cái là hai thôi. Vậy nó phải nằm trong cái khoảng này. Cái khoảng này chính là y của anh là một cái là 1, y của anh một cái là trừ 3. Vậy nó chạy từ trừ 3 cho đến 1. Cái khoảng từ trừ 3 đến 1, không lấy giá trị tại trừ 3 và không lấy giá trị tại 1. Được không? Vậy đáp án của chúng ta là câu B. Hình dung không các bạn? Nhiều bạn vô là bị rối chỗ này và không biết như thế nào. Tuy nhiên cái cách giải quyết bài toán nó như vậy các bạn ha. Còn nếu mà các bạn để ý luôn cái điều kiện mà x1 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn x2, nhỏ x3, thì khi bạn nào mà làm cụ thể vẽ cái đồ thị ra với các cái tọa độ tương ứng á, thì các bạn sẽ thấy được cái điểm x1, nghiệm x1 của chúng ta nhỏ hơn 1, nhỏ hơn x2, nhỏ hơn x3 luôn. Được không? Rồi chúng ta tiếp tục đi qua một cái câu khá phức tạp, nó tăng lên tí xíu ha. Hai câu cuối cùng. Rồi, hai câu cuối cùng nó khá là khó các bạn ha, để ý cho anh ha.
Câu 19, cho hàm số y bằng fx có đạo hàm với mọi x thuộc R thỏa mãn cái hệ phương trình là f tại 0 là lớn hơn 0 và 2 lần f bình x trừ cho f của 2x bằng 1 với mọi x thuộc R. Viết phương trình tiếp tiến D của đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ bằng 0. Câu này giải sao? À sorry, lúc nãy anh giải rồi mà anh chọn nhầm nghiệm, anh chọn nhầm đáp án rồi các bạn ha. Câu 18A ha. Câu 18A anh giải rồi, anh giải ra đáp án rồi nhưng mà anh chọn nhầm thôi, không quan trọng cho lắm các bạn ha. Chừng nào mà đi thi vậy mới nguy hiểm ha. Này, anh giải ra này. Lúc nãy giải chúng ta y cực cực tiểu chúng ta là -3 này, còn y cực đại chúng ta là 1 này, đúng chưa? Vậy theo như nói là đáp án chúng ta sẽ là từ -3 đi đến 1 ha. Có vô chọn đáp án thì nó hơi sai tí xíu thôi. Rồi, câu 18. Câu A, câu 19 các bạn. Câu 19. Câu 18 anh xác nhận lại là câu A các bạn ha. Giải ra đâu nhưng mà anh chọn nhầm thôi. Bây giờ câu 19 giải sao? Hôm nay chúng ta giải quyết nhanh các bạn ha. Mọi khi anh cho đề hơi dài, bây giờ anh sẽ rút ngắn cái đề xuống để cho các bạn đỡ tốn thời gian. Anh sẽ cho đề ngắn để chúng ta giải quyết nhanh hơn. Các bạn nào giải ra câu 19 chưa? Cho đáp án chưa? Câu 19 và câu 20 ha. Câu 19 và câu 20. Hai câu này, ba câu này, ba câu 18, 19, 20 là đưa vào để thách thức cái đề lên tí xíu các bạn ha. Rồi, chắc là nhiều đứa không làm được nên anh phải làm. Câu 19 là câu viết phương trình tiếp tuyến, đúng không? Và viết phương trình tiếp tuyến thì anh phải biết cái dạng tiếp tuyến của anh là y trừ y0 bằng f phải tại x0 nhân cho x trừ x0. Anh nhắc lại một lần nữa ha. Và để viết phương trình tiếp tuyến được thì anh phải có cái điểm x, điểm m có tọa độ là x0 y0 là bao nhiêu, đúng chưa? Anh phải có được điểm đó đã. Rồi, có được điểm đó thì có nghĩa là anh sẽ tính được cái hệ số góc. Vậy nhìn vào cái phương trình tiếp tuyến thì anh chỉ cần xác định được y0 của anh này, f phải x0 này và x0, ba cái yếu tố đó anh xác định lại coi như là anh viết được phương trình. Nhưng mà cái bài này nó cho rất là kỳ quái, nó chả cho cái gì về hệ số góc, nó không nói hết trơn á, mà nó nói là a à, có thằng y bằng fx có đạo hàm với mọi x thuộc R mà thỏa mãn cái hệ phương trình là f tại 0 lớn hơn 0 và thứ hai là một cái phương trình bậc 2 gì đó rất là kỳ cục, hai lần f bình của x trừ f của 2x bằng 1. Thì cách giải quyết những cái bài toán này như thế này các bạn ha, chú ý anh ha. Thứ nhất, anh sẽ biến đổi cái thằng số 2 này, gọi là phương trình số 2. Anh thấy phương trình số 2 này, do cái tiếp tiến của anh tại điểm M có hoành độ bằng 0, tại điểm M có hoành độ bằng 0, cho nên cái điểm mà x bằng 0 này nó cũng thỏa mãn cái phương trình này luôn, đúng không các bạn? Đúng không? Nó cũng phải thỏa mãn phương trình y bằng fx luôn, đúng không? Đúng chưa? Anh nói lại này, ví dụ anh có một cái đường cong như thế này, đường cong như thế này, đường này là y bằng fx của anh ha. Và tiếp tiến của nó thì sẽ là như thế này, đúng không? Điểm M này có tọa độ là x0, y0 là cái điểm tiếp xúc này, đúng chưa? Thì cái điểm x0 này nó vừa nằm trên tiếp tuyến mà nó vừa nằm trên cái đường cong C của anh luôn. Vậy tương tự ở đây các bạn để ý ha, đề bài nó cho điểm M có tọa độ hoành độ x0 là bằng 0 thì cái hoành độ này nó cũng phải nằm trong cái đồ thị y bằng fx, tức là nó thỏa mãn cái phương trình y bằng fx. Vậy anh có, anh viết lại ha, viết lại ha, hai lần gì f bình của x trừ cho f của 2x bằng 1. Đây là cái phương trình giả thiết nó cho. Vậy anh thế vô, do cái điểm x bằng 0 nhân giải thích nó thỏa mãn cả hai cho nên anh thế nó vào đây. Thì có phải là 2 lần f bình của 0 trừ cho f của 2 nhân 0, chỗ nào có x thì anh thế vô thôi, bằng 1. Đúng không các bạn? Thì chỗ này có phải là gì? 2 lần f bình của 0 trừ cho f0 luôn không? 2 nhân 0 nó bằng 0. Số 1 này anh chuyển qua kia là -1 bằng 0. Đúng chưa các bạn? Chuyển qua kia là -1 bằng 0. Thì các bạn để ý ha, thật ra cái này chỉ là một cái phương trình bậc 2 theo cái biến là f0 thôi chứ gì đâu. Nếu anh đặt đặt x lớn của anh là bằng f0 chẳng hạn, thì cái phương trình mà số 3 này này, thì cái phương trình số 3 này nó sẽ có dạng là gì? 2 lần x lớn bình phương trừ cho x lớn trừ 1 bằng 0, đúng không các bạn? Thì anh giải bình thường anh tìm x lớn thôi. À, phương trình có dạng a cộng b cộng c bằng 0 nữa nè. Vậy có phải anh giải được hai nghiệm không? Một nghiệm thứ nhất là x lớn bằng 1, một nghiệm thứ hai x lớn bằng c chia a, đúng không ạ? Là trừ 1 phần 2, đúng chưa? Hai tương suy ra được, do anh đặt x lớn là bằng f0 cho nên cái thứ nhất anh có f0 là bằng 1.
Cái thứ hai anh có F0 là bằng trừ 1 phần 2. À bây giờ mình nhìn lên cái giả thiết nó nói gì. À nó nói thằng F0 này phải như thế nào? Phải lớn hơn không? Lớn hơn không? Vậy anh giải ra hai cái, anh sẽ cho một thằng đi, đó là thằng trừ 1 phần 2 này đi, vì nó nhỏ hơn không mà. Và anh chỉ lấy F0 là bằng 1 thôi. Rồi được một cái F0 bằng 1 để đó ha. Được chưa? Anh phải tính tại F0 bằng bao nhiêu. Được chưa các bạn? Rồi tiếp theo chúng ta biến đổi tiếp theo chúng ta biến đổi gì đây? À cũng từ cái đẳng thức số 2. Số 2 là 2 lần F bình của x trừ cho F của 2x bằng 1. Anh mới tiến hành đạo hàm hai vế. Thì anh có được cái gì các bạn? Anh đạo hàm hai vế thì anh có phải thằng này đạo hàm xuống số 2 này, là đạo hàm nó là số, nó là giữ ở số 2 đúng không? F bình phương x đạo hàm thì nó sẽ ra gì? Có phải là bằng hạ bậc xuống nó sẽ là 2 lần fx đúng không? 2 lần fx đạo hàm không? Nhân với f phải chưa? Đúng không bạn? Bạn nhớ công thức này không? U bình phương u mũ n đạo hàm thì nó ra gì? Nó sẽ bằng n nhân cho u mũ n trừ 1 nhân cho u phẩy đúng không? N nhân u mũ n trừ 1 nhân u phẩy. Thì đây có phải là anh đạo hàm xuống là 2 nhân u mũ n trừ 1, nó đang mũ 2 thì nó sẽ là fx nhân cho u phẩy chính là f phẩy x. Ok chưa? Rồi tiếp theo, trừ f của 2x tính là fu, và fu đạo hàm sẽ là f phẩy u nhân u phẩy, đúng không các bạn? Hay nói cách khác là bằng 2 nhân cho f phẩy tại 2x bằng, bên này đạo hàm nó ra bao nhiêu các bạn? Nó ra bằng 0. Số 1 đạo hàm là bằng 0 rồi, đúng chưa? Số 1 chúng ta đạo hàm nó ra 0. Rồi ở đây anh mới biến đổi tí xíu ha. Anh có là 4 lần nè f tại x, f tại x mà chúng ta đang xác x là bằng bao nhiêu các bạn? X bằng 0, cho nên anh thế vào luôn ha. 4 nhân tại f tại 0 ha, nhân cho f phải tại 0 ha, trừ 2 lần f phải tại 2 nhân 0 các bạn ha, bằng 0. Vậy tiếp theo anh biến đổi anh sẽ được gì các bạn? À f tại 0 lúc nãy chúng ta đã tính ra được bằng bao nhiêu? F tại 0 anh tính là bằng 1. Và anh thế vô 4 nhân cho f0 là 1, nhân cho f phải 0 chỗ này, trừ cho 2 lần f phải của 2 nhân 0, mà 2 nhân 0 thì cũng bằng mấy? Cũng bằng 0, là bằng 0 luôn. Vậy từ đây anh tương đương, anh tính ra f phải tại 0 sẽ bằng bao nhiêu? Hả? Có phải f phải tại 0 bằng 0 các bạn? 4 lần f phải 0 trừ 2 lần f phải 0 sẽ ra là 2 lần f phải 0. 2 lần f phải 0 bằng 0 thì có phải là tương đương với f phải 0 bằng 0 không? Mà cái f phải 0 này như ban đầu anh đã nói rồi, nó là gì các bạn? F phải tại x0, hay nói cách khác nó chính là hệ số gấp tiếp tiến của phương trình tiếp tiến đúng không? Vậy anh có được cái này chính là k đó, hệ số gấp tiếp tiến của anh bằng 0. Vậy phương trình của anh lúc này sẽ là y trừ cho y0. Y0 của anh có phải là f tại 0 không? Mà f tại 0 của anh đã tính ra trên này là bằng bao nhiêu? Bằng 1. Vậy y trừ y0 có phải là y trừ cho 1 không? Bằng f phẩy x nhân cho x trừ x0. Mà f phẩy x tại x0 nó bằng mấy? À nó bằng 0. Vậy thế là bằng 0 nhân cho x trừ x0. X0 là bằng 0. Vậy chúng ta để ý phương trình này, chúng ta rút gọn, bên này nó mất hết rồi. Vậy còn y trừ 1 bằng 0, hay chuyển qua anh sẽ được là y bằng 1. Y bằng 1 chính là phương trình tiếp tiến của anh. Được không các bạn? Vậy đáp án của anh là câu B. Vậy qua cái bài này các bạn hiểu cho anh nè, sau này cái dạng nó cũng vậy, nhưng mà nó sẽ biến đổi cái gì? Nó biến đổi cái hàm này, nó biến đổi cái đẳng thức này đi tí xíu, có thể nó phức tạp hơn. Nhưng các bạn đã hiểu rồi thì các bạn từ từ các bạn đạo hàm hai vế, các bạn thế cái điểm có cái tọa độ tiếp tiến này vào để các bạn giải quyết vấn đề. Cái cốt lõi là các bạn cũng phải quy về cái phương trình tiếp tiến có dạng y trừ y0 bằng f phẩy x0 nhân cho x trừ x0. Chúng ta đang cần cái gì? À chúng ta đang cần x0, đang cần y0. Y0 thì nó chính là f tại x0 đó, đúng chưa? Y0 thì nó chính là f tại x0. X0 thì chắc chắn đề nó cho rồi, được không các bạn? Còn f phải tại x0 là cái hệ số gấp tiếp tiến. Những cái bài mà viết phương trình tiếp tiến bình thường á, thì thường nó sẽ cho dạng là phương trình tiếp tiến nó vuông góc, nó song song, nó cắt cái gì đó, nó đi qua điểm gì đó, để các bạn tìm trực tiếp cái y0, x0 và cái f x0. Còn cái dạng này thì nó cho một cái biểu thức liên hệ giữa thằng fx, được chưa? Giữa các thằng fx với nhau, để mục đích là các bạn biến đổi dựa vào cái đẳng thức này, các bạn đạo hàm, các bạn nhân chia, các bạn quy đồng, để các bạn đưa về cái f phẩy và cũng như là cái fx thay cho cái x0 và cái f phẩy tại x0, được không các bạn?
Được chưa? Đây là cách giải khá là bài bản và anh nghĩ là nó ok nhất. Thì các bạn hiểu bài này ha. Những cái bài khó là như vậy. Rồi câu 20, giải quyết nốt câu 20 chúng ta sẽ stop các bạn ha. Câu 20 cho cái hàm số y bằng fx có đạo hàm và liên tục trên R. Biết rằng đồ thị hàm số y bằng f phải x có hình như bên dưới. Tìm giá trị lớn nhất trên cái đoạn từ trừ 1 đến 2 của cái hàm egx. Mà cái hàm egx đó được biểu diễn như sau. Egx là bằng fx trừ chữ x bình phương trừ x trên cái đoạn trừ 1, 2. À, một câu cũng khá là hóc búa tiếp theo. À, câu đầu liên quan đến đồ thị. Cho là cho f phải x. Mà hỏi cái thằng g. G nó cũng trả theo fx. Nó là theo fx trừ cho một cái biểu thức gì ngoài này. Điên chứ đúng không? Thì anh sẽ cắt cái đề, anh sẽ cố gắng thêm vào những cái buổi bao gồm những cái bài đầu tiên là coi như là chúng ta tóm tắt cái kiến thức cơ bản để chúng ta không có quen. Thứ hai là chúng ta chèn vào những cái câu khá là khó như thế này để chúng ta nâng cao cái kỹ năng giải đề của chúng ta lên các bạn ha. Chào, vì trong đề thi nó cũng có phân loại chang vậy à. Nó cũng sẽ có những cái câu như chúng ta giải phía trước nó rất là dễ, nhưng mà nhiều bạn rất là chủ quan vì những câu đó rất là dễ, em ta không làm vô thi là kiểu gì cũng sai, mà sai mấy câu đó là rất là vô duyên. Các bạn biết là một câu khó một câu dễ, câu nào tốn thời gian nhiều hơn các bạn? Câu khó đúng không, nhưng mà điểm hai câu nó có giống nhau không? Giống, nó thi trắc nghiệm mà điểm hai câu nó cũng vậy à, cũng 0.2 à, chứ không phải là câu khó là điểm 0.5 mà câu dễ là điểm 0.2 đâu. Cho nên chúng ta phải biết chắc chiêu và làm đúng những cái câu dễ trước, gọi là làm chắc trước khi nghĩ đến chuyện làm những cái câu khó. Đề anh cũng sắp xếp như vậy các bạn ha. Rồi, câu 20 thì anh sẽ bắt đầu giải luôn câu 20. Sau đó chúng ta kết thúc. Cho cái hàm số y bằng fx ha. Bây giờ nó cho cái đồ thị f phải. Vậy chúng ta biến đổi cái hàm egx này như thế nào để chúng ta được theo f phải. Thì anh có nè. Cái khoảng mà chúng ta đang, cái đoạn mà chúng ta đang xét các bạn, nó chỉ đi từ trừ 1 cho đến 2 thôi. Mà các bạn có một điều các bạn để ý cái dạng bài này á, để ý chuyện gì các bạn không? Các bạn sẽ dễ dàng thấy được trên đồ thị nó sẽ cho những cái điểm khá là đặc biệt. Mặc dù nó không liên quan gì đến cái đề hết á, các bạn đọc đề các bạn không thấy, nhưng trên đồ thị các bạn để ý có những điểm khá đặc biệt. Ví dụ cái điểm từ chỗ này có tọa độ là 2.5, điểm từ chỗ này có tọa độ là 1.3, điểm từ chỗ này có tọa độ là -1.1. Tại sao nó cho vậy các bạn? Không có tự nhiên mà cho những cái điểm đó, mà tại sao không cho cái điểm này có tọa độ là 3.2 chẳng hạn ha? Tại sao? Mà nó là có ý đồ của nó. Và ở đây anh sẽ giải quyết cái bài này để các bạn hiểu. Được không các bạn? Thứ nhất, anh có gx nè bằng fx trừ cho x bình phương trừ x, anh viết lại. Bước đầu tiên anh làm cái gì các bạn? Anh đạo hàm hai vế đúng không? Anh sẽ có g phải x sẽ bằng, thằng này đạo hàm đó là f phải x, x bình phương anh đạo hàm sẽ là 2x trừ x đạo hàm sẽ là trừ 1. Đến đây các bạn hiểu không? Rất là dễ đúng chưa? Rồi, mà tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số á, thì có phải các bạn đi tìm cái điểm cực trị không các bạn? Bài toán của bạn rõ ràng là các bạn quy về tìm cái điểm cực trị thứ gì nữa. Ví dụ như anh có các bạn biến thiên như thế này, x nó chạy như thế này, y phải ví dụ như dương âm chẳng hạn, thì nó đi lên như thế này, xong đi xuống như thế này, thì các bạn ra được giá trị như thế này là lớn nhất hay gì nữa. Các bạn, bản chất các bạn là đang đi tìm những cái tọa độ của cái điểm x cực trị, x cực đại, x cực tiểu, đúng không? Thì đó cái bài này để đi tìm giá trị lớn nhất của cái hàm egx này nè, đề bài nó nói là mát của gx nè, thì có phải cái bước tiếp theo mà các bạn giải tự luận á, các bạn phải giải cái phương trình g phải x bằng 0 đúng không? Chúng ta phải giải cái g phải x bằng 0. Yêu cầu bài toán nó đương đương với chuyện mà chúng ta phải giải cái phương trình g phải x bằng 0 để chúng ta coi thử nó có bao nhiêu nghiệm, rồi cái nghiệm nó có nằm trong cái đoạn mà từ trừ 1 đến 2 của chúng ta đang xét hay không. Nếu nó không nằm thì chúng ta loại đi, nếu chúng ta nằm thì chúng ta lấy, sau đó chúng ta tính f tại trừ 1, tính f tại 2, hai cái cận và f tại những cái điểm mà nằm trong cái đoạn chúng ta đang xét, đúng không? Cái cách giải quyết cái bài toán tìm giá trị lớn nhất trên đoạn là như vậy. Thì cái cách tự luận ở đây nó cũng tương tự như vậy. Sau khi anh đạo hàm anh thấy à, nếu anh cho g phải x bằng 0 do cái biểu thức này nó xảy ra nè, trên này xảy ra, thì cái thằng gx bằng 0 nó cũng tương đương với chuyện gì các bạn? Tương đương với f phải x trừ cho 2x trừ 1 bằng 0. Đúng chưa? Sau đó anh chuyển vế qua là f phải tại x nó sẽ bằng 2x cộng 1. Đúng chưa? 2x cộng 1.
Mà các bạn để ý cho anh, phương trình sao này, cái sao này là gì các bạn? Nó chính là phương trình hoành độ giao điểm, đúng không? Phương trình hoành độ giao điểm của cái thằng nào? Của thằng F phẩy x, của thằng F phẩy x, và cái đường thẳng, đường thẳng y bằng 2x cộng 1, đúng chưa? Nó phải là phương trình hoành độ giao điểm của thằng F phẩy x và y bằng 2x cộng 1 không các bạn? Đúng không? Vậy thì trên đồ thị, trên đồ thị chúng ta biểu diễn cái đường y bằng 2x cộng 1 này ra, nó là đường thẳng chúng ta dễ dàng vẽ. Và chúng ta coi thử hai thằng này nó có mối quan hệ như thế nào để mà chúng ta xét cái khoảng đồng biến và nghịch biến, được không? Từ đó chúng ta suy được cái điểm lớn nhất và nhỏ nhất. Thì trên thằng y bằng 2x cộng 1, đường thẳng vẽ nhanh các bạn ha. Anh cho x bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng 1, đúng không? Y bằng 2x cộng 1 này, x bằng 0 thì y bằng 1 ha. Anh phải vẽ, vẽ y bằng 2x cộng 1. À, cho x bằng 0 thì y bằng 1. X bằng 0 thì y bằng 1 là ngay cái điểm này bạn ha. X bằng 1 thì y bằng mấy? X bằng 1 thì y bằng 3. X bằng 1 thì y bằng 3. X bằng 1 thì y bằng 3, nhìn trên đồ thị cho anh ha. X bằng 1 đây, à y bằng 3. Nó chính là cái điểm đặc biệt mà anh đã nhắc tới lúc nãy các bạn. Các bạn thử lấy x bằng 2 coi y bằng mấy. X bằng 2 thế vô y có phải là 2 nhân 2 cộng 1 là y bằng 5 không? Cũng chính là điểm này không? Rồi x bằng trừ 1 y bằng mấy? X bằng trừ 1 thế vô đây là trừ 2 cộng 1, nó là trừ 1. Nó có phải là điểm này không các bạn? Ba cái điểm đặc biệt trên trên đồ thị nó ra vẽ. Vậy anh nối lại ha, nối lại để anh ra được cái đường thẳng của anh ha. Được chưa? Thằng này chính là gì? Y bằng 2x cộng 1. Đó, y bằng 2x cộng 1. Và bây giờ chúng ta mới để ý ha, để ý ha. Y bằng 2x cộng 1 và đồ thị y bằng f phẩy x, đúng không? Nó như thế nào với nhau, có mối tương giao như thế nào với nhau? Thì thứ nhất, các bạn thấy chúng ta chỉ xét trên cái đoạn từ trừ 1 cho đến 2 thôi, x chạy từ đây đến đây thôi, tức là cái y của anh nó chạy từ thằng này cho đến này thôi, được không? Còn ở ngoài này anh không quan tâm nữa, ở ngoài này anh không quan tâm nữa. Thì anh mới thấy này, khi mà chạy từ trừ 1 cho đến 2 á, thì trong cái đoạn từ trừ 1 mà đến 1 á, à, trừ 1 này đến 1 này, thì cái đồ thị của hàm số y bằng f phẩy x nó như thế nào? Nó nằm trên đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 1, đúng không các bạn? Nó nằm trên của thằng y bằng 2x cộng 1, đúng không? Này, trong cái đoạn từ trừ 1 cho đến 1 thì cái thằng f phẩy x nó nằm trên thằng y bằng 2x cộng 1. À, còn trong cái đoạn mà từ 1 cho đến 2 á, thì anh chiếu lại anh thấy thằng y bằng 2x cộng 1 nó lại lội ngược dòng, nó nằm trên cái thằng f phẩy x, nằm trên cái thằng f phẩy x. Hay nói cách khác egx của anh hồi nãy, egx đâu rồi? Đây, eg phẩy x đây, eg phẩy x đây, eg phẩy x đây, đúng không? Đó, eg phẩy x của anh nó bằng fx, f phẩy x trừ cho 2x cộng 1. Nếu anh đặt dấu trừ này ra cho các bạn dễ hình dung ha, thì biến đổi thành dấu cộng, trừ cho cái đường thẳng đó. Vậy thì nếu chúng ta xét bình thường tính đồng biến và nghịch biến á, nếu g phẩy x lớn hơn 0 thì hàm số như thế nào các bạn? Đồng biến, đúng không? Đồng biến. Còn nếu g phẩy nhỏ hơn 0 thì hàm số nghịch biến. Nghịch biến, đúng không? Đây là cái lý thuyết. Vậy thì để ý ha, trong cái đoạn từ trừ 1 cho đến 1 thì thằng nào nằm trên? Thằng f phẩy x nó nằm trên, thằng y bằng 2x cộng 1 nó nằm dưới. Vậy có phải cái thằng f phẩy x mà trừ cho 2x cộng 1 thì nó phải như thế nào? Nó dương, đúng không? Nó nằm dưới là nó nhỏ hơn. Vậy thằng này nằm trên, cho nên thằng này trừ cho thằng này chắc nhiên là dương. Vậy tại x0 bằng 1 nè, tại x0 bằng 1 nè, thì anh thấy khi mà đi từ trừ 1 cho đến 1 á, thì thằng f phẩy x nó nằm trên, thằng 2x cộng 1 nó nằm dưới, cho nên g phẩy x nó bằng thằng trên trừ thằng dưới thì nó sẽ dương. Nó dương, đúng không? G phẩy x nè, nó sẽ dương, được chưa? Còn cái đoạn còn lại là từ 1 đến 2 nè, từ 1 đến 2 nè, thì sao? Thì thằng kia nó lộn ngược dòng, nó nằm trên, thằng kia nằm dưới. Hay nói cách khác, cái biểu thức mà g phẩy x bằng cái f phẩy x trừ cho 2x cộng 1 này nè, nó phải âm. Vậy trong cái khoảng này nó sẽ âm. Nó sẽ âm, nó sẽ đi xuống. Vậy thì giờ nhìn vào điểm đặc biệt, khi chúng ta tính maximum hoặc minimum, chúng ta phải xét 3 điểm này, đúng không các bạn? 3 điểm này. Mà chúng ta rõ ràng thấy điểm lớn nhất là nằm đâu các bạn? Giá trị maximum nó sẽ nằm đâu? Nó phải là g tại 1 không? Tại đây mới là lớn nhất nè. Còn tại đây nó nằm dưới mà, tại đây cũng nằm dưới mà. Hình dung chưa? Cho nên cái câu đúng của chúng ta là câu A. Câu đúng của chúng ta là câu A. Cái maximum hay giá trị lớn nhất của thằng gx trong cái đoạn từ trừ 1 đến 2 chính là g1, chính là g1, là g tại điểm này nè.
chứ không phải là hai cái cặp. Ok không? Một câu khá là khó, nhưng mà các bạn giúp các bạn tư duy về cái cách giải quyết đồ thị hơn. Ok chứ các bạn? Bạn nào chưa hiểu câu này không? Ok, nếu tất cả không có câu hỏi nào thêm thì anh sẽ stop cái đề này tại đây ha. 20 câu để giúp bạn ôn khảo sát hàm số. Buổi tiếp theo chúng ta có thể giải quyết tiếp một cái đề nữa, vừa có khảo sát hàm số vừa có hình học và khá là khó. Anh sẽ post đề trước. Còn bạn nào mà muốn tham gia vào cái lớp học giải đề của anh á, cái lớp giải đề của anh á, học vào thứ ba và chủ nhật 8 giờ lớp giải đề, thì tham gia thì inbox vào trong cái phần bài này cho anh ha, inbox vào cái phần bài kênh học toán VN hoặc là qua cái số điện thoại này các bạn ha. Thì những bạn mà trong lớp giải đề thì chắc chắn là sẽ được nhiều tài liệu hơn, cách giải và cái đấy nó rất là chi tiết, cũng như là tiếp cận cái kiến thức nó khá hơn, chắc chắn là như vậy. Và anh sẽ là kèm trực tiếp tất cả các bạn luôn, thì lớp giải đề học như vậy. Bạn nào muốn tham gia thì inbox cho anh. Ok không? Rồi, xin chào tất cả các bạn ha.